Kính thưa quý vị, và chia tay tiếng hát của ca sĩ Hoàn Hoàng, ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón cô gái ngày hôm nay. Có phải nói rằng là có một bộ trang phục vô cùng đẹp, đó là tiếng hát của ca sĩ Phượng Phạm với ca khúc được mang tên Đừng Trách Em Tội Nghiệp. Và chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tiếng hát của ca sĩ Phượng Phạm. Xin mời ca sĩ ạ. Vâng, lời đầu tiên cho phép Phượng Phạm xin chúc tất cả các anh chị một buổi tối giao lưu câu lạc bộ, một năm mới an khang và thịnh vượng ạ. Hơn nhiều
đã đành xin anh hãy hiểu, bởi vì yêu anh vô cùng, trời cho em mà nén thì đã đành xin anh hãy hiểu, bởi vì yêu anh vô cùng, trời cho em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.